anh em vừa xem nó lại là một cái trick ở trên One X 2. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể làm một trick đó nhá. Và để có thể là làm được cái trick vừa rồi thì các bạn cần thêm một người quay nữa, bởi vì cái này là chúng ta không thể nào mà tự quay mình được. Thế là mình sẽ nhờ anh Hùng Phong để có thể là ra hướng dẫn các bạn nhá. Và để chuẩn bị thì vẫn như vậy thôi, chúng ta cần một cái chân bất kỳ, kể cả là chân gimbal hay là chân gậy invisible thì cũng được. Tiếp theo đó là One X. Thì khi mà các bạn bật máy lên và các bạn setup ấy thì các bạn vẫn để là chế độ 360 và cũng như là độ phân giải là 5.7K cũng như là 30 frame. Đơn giản nó chỉ như vậy thôi. Và tiếp theo đó, ví dụ như thằng Mạnh đang là chủ thể chẳng hạn. Đấy, và mình là người quay thì cái vị trí của máy quay và với người thì nó rơi khoảng tầm độ một cánh tay của các bạn được vừa. Các bạn cứ đo khoảng tầm một cánh tay. Đó. Nói chung là, và cái ống kính như này các bạn nên nhớ là khi ví dụ như các bạn chủ thể là người ấy thì các bạn hãy để cái mặt ống kính này về xuống ngắm vào đúng cái phần cổ của chủ thể, chứ đừng để lên trên, bởi để lên trên thì đến khi nó edit ấy, nó sẽ bị cao quá. Các bạn hãy để thấp xuống. Đó, ví dụ để đúng tầm này, ngang cổ mình và cũng như là ngang cổ của chủ thể. Và tiếp theo đó là khi mà các bạn quay ấy thì các bạn hãy để ngang nó ra. Đây mình sẽ ví dụ hẳn thế này đi cho các bạn dễ. Đó, các bạn sẽ để ngang như thế này và quay một góc là 180 độ. Đó, nó sẽ như thế này. Đó, các bạn hãy quay cứ từ trái sang phải. Đó, cứ từ trái sang phải. Làm như vậy là ít nhất là 6 lần. Thực ra là app nó chỉ cho edit đến có 6 lần thôi. 6 lần. Đấy thì các bạn hãy chỉ quay khoảng tầm 5-6 shot tùy vào thuộc vào các bạn quay thích bao nhiêu. Và hãy nhớ là giữ đúng một cái trục này. Ví dụ như các bạn nhìn kỹ này. Đấy, tay mình để đây. Và đến khi mình cua lại. Đó, nó đúng 180 độ thôi. Các bạn không thể quay được hơn đâu. Chỉ như vậy thôi. Đó, làm đi làm lại như thế 6 lần. Đó. Hoặc là nếu như các bạn cảm thấy nó dài quá thì các bạn vẫn có thể là rút ngắn lại kiểu như thế này. Đó, với những cảnh gần hơn ấy thì cũng để như thế này. Nói chung là đối tượng cách khoảng tầm ít nhất là tầm từ 1 mét đổ lại, các bạn có thể gần hơn thì cũng được. Hoặc nói chung là từ khoảng tầm 1 mét lại, cứ đo khoảng tầm một cánh tay. Như vậy thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể là edit nhá. Chúng ta sẽ vào phần story và chọn phần shot last giúp mình. Ở cái này thì các bạn sẽ chọn cái flip mic đây để giúp mình nhá. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái dâm này. Anh em chọn cái video mà anh em vừa mới quay nhá. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái video mình vừa quay này. Đó. Và mình sẽ ấn phần confirm. Rồi. Và sau khi mà máy nó chạy xong 5 video của anh em ấy thì chúng ta sẽ chọn lần lượt là, đây mình có 6 cái thì mình sẽ export nó ra để có thể là cho bạn xem demo nhá. Rồi, direct export. Đó. Và công việc chúng ta bây giờ chỉ là chờ đợi thôi các bạn ạ. Và đó chính là cái trick mà Flip My Day mà hôm nay mình muốn chỉ cho anh em. Mong rằng là với chia sẻ của mình và anh Phong thì sẽ giúp các bạn có thể là thực hiện được cái trick này nhá. Đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào các bạn.